Chúng ta nhìn này, bắt đầu nhé. Những cái chấn thương thời niên thiếu có mối liên hệ với việc nghiện mạng xã hội. Đấy, thế vậy thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái từ vựng mà chúng ta cần phải làm rõ, đó là cái từ trauma. Đấy, các bạn không biết cái gì thì các bạn gõ vào từ điển. Vậy các bạn thấy cái từ trauma đúng không? Các bạn thêm một chút cho cái phần âm thanh. Trauma. Trauma. Ok, thế vậy là một cái experience, một cái unpleasant experience mà đã tác động tới bạn trong một thời gian dài, một cái chấn thương. Đấy, hoặc là hiểu nghĩa số 2. Thế vậy cái đấy là một cái bài báo, một cái tiêu đề của một bài báo. Vậy chúng ta bắt đầu này. Đúng không? Phóng viên về vấn đề khoa học. Chúng ta nhìn thấy một câu đầu tiên. Những người lớn mà đã từng bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi thời niên thiếu thường xu hướng nghiện mạng xã hội. Đấy là kết quả của một số các nhà nghiên cứu. Thế vậy trong cái câu này thì thầy muốn các bạn học thầy cái cấu trúc sau. Đó là cái cấu trúc mà thầy đánh dấu màu đỏ là more likely to. Thì cấu trúc mà thầy gạch chân thêm này. Đấy. Nếu như mà bạn bỏ cái câu này đi mà bạn viết cái câu đó thì đấy sẽ là một câu mà nó rơi vào cái trường hợp là nói quá. Nó gọi là over generalization. Đấy, đây là một lỗi của writing. Nói quá. Tức là nó không đúng tuyệt đối 100%. Chúng ta không được phép nói một cách tuyệt đối như vậy. Và bài viết của chúng ta sẽ dễ bị tấn công. Cho nên nếu thay bỏ cái từ more likely to thì thầy sẽ viết như sau này. Thì chúng ta dịch lại như sau này. Những người lớn mà đã từng bị lạm dụng hay bị bỏ rơi thời niên thiếu thì sẽ nghiện mạng xã hội. Thế vậy không phải 100 người lớn mà trước đây đã từng bị lạm dụng và bỏ rơi khi còn nhỏ thì khi họ lớn lên họ đều nghiện mạng xã hội. Không phải phải cả 100 người như thế. Đấy, cho nên là cái cấu trúc more likely to là giúp các bạn tránh cái lỗi, nó gọi là lỗi lớn quá trong writing. Đây là một trong những lỗi rất là quan trọng mà chỉ có những người học ở một cái level rất cao và dùng tiếng Anh ở mức độ rất là sophisticated, một cái rất là tinh tế và academic thì mới nhận ra được cái lỗi đó. Thế vậy đấy là thứ nhấn mạnh các bạn. Tiếp tục thì dịch câu thứ hai. Một cái nghiên cứu, một đúng nhầm, một cái nghiên cứu 1029 các bạn học sinh trường đại học, học sinh đại học thì phát hiện ra rằng, một cái nghiên cứu phát hiện ra rằng những bạn mà đã từng bị ngược đãi về mặt thể chất, giới tính và cảm xúc thì có xu hướng đấy, nghiện điện thoại di động và các mạng xã hội. Thế vậy ở đây lại có một cấu trúc thầy highlight màu đỏ, đó là more likely to. Để nó chỉ mức độ tương đối, không phải một tất cả những bạn đó đều như vậy mà hầu hết vậy. Ở đây bạn học có thể những cụm từ màu vàng là những cụm collocation và từ vựng thì cho các bạn nên học. Ở đây bạn có từ ngược đãi, đó là từ maltreatment, ngược đãi tức là bị đối xử không tốt, bị ngược đãi, Maltreat. maltreat vâng. Đấy, ngược đãi về mặt physical, sexual, emotional. Và khi mà chúng ta dùng cái động từ là trải qua một cái vấn đề gì đó thì bạn dùng cái động từ experience. Hoặc bạn có thể thay từ experience bằng những từ như là suffer. Đấy. Đây là những synonym đằng sau đó là một problem. Hoặc là sustain. Các động từ nhé. Hoặc là induced. Và đằng sau sẽ là a problem. Trải qua một cái gì đó. Các bạn dùng những động từ này. Thế vậy các bạn đang thấy là hai câu trong bài báo này. Thầy đang chỉ các bạn cái cấu trúc mà giúp chúng ta viết một cách trưởng thành trong writing. Câu tiếp, các nhà nghiên cứu tin rằng cái điều này là do người ta đã cố gắng thoát khỏi, tìm cách thoát khỏi những cái trạng thái cảm xúc là trầm cảm và lo lắng mà do cái việc nuôi dạy gây ra thông qua đấy, những cái phương tiện trên trực tuyến như là mạng xã hội, như là Facebook và Twitter. Đấy, họ thà escape những cái đó thông qua những cái mạng xã hội. Thế vậy đây chúng ta thấy là các bạn học được một số cái từ, đó là từ escape
depression và anxiety là thoát khỏi một cái trạng thái cảm xúc tiêu cực nào đó. Và cái từ tiếp là từ nuôi dạy, đó là từ upbringing. Đấy thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta có động từ là bring up. Đấy, và bằng cái động từ thì thầy dạy các bạn đó là nurture, nuôi dạy, raise, rear. Thế còn cái từ bỏ rơi, đấy thì chúng ta có hai cái từ buổi trước để dạy các bạn. Đó là từ abandon và từ neglect. Đây từ neglect này. Đấy, đi bỏ rơi này. Đấy, abandon. Câu dưới, cái việc ngược bị ngược đãi thời niên thiếu nó sẽ ảnh hưởng tới cái khuynh hướng sử dụng mạng xã hội. Những người mà đã trải qua những cái triệu chứng bị trầm cảm thì có thể sử dụng mạng xã hội ở mức độ thái quá như một cái cố gắng để loại bỏ cái cảm giác tuyệt vọng. Một cái tác giả của một nghiên cứu trên học Liverpool nói như vậy. Ở đây bạn có cái từ là alleviate distressed, tức là loại bỏ cái cảm giác tuyệt vọng. Để chúng ta có từ distress, để các bạn học từ xong rồi chúng ta học cả cấu trúc luôn. Distress. The feeling of extreme unhappiness, cảm giác tuyệt vọng. Các bạn sinh viên mà đã từng bị lạm dụng theo hình thức này, hình thức khác thì thường có xu hướng sử dụng mạng xã hội để quên đi những vấn đề cá nhân. Ở đây các bạn tiếp tục có một cụm từ để highlight màu đỏ, đó là từ tend to. Thế vậy, cái từ tend to ở đây nó cũng là chỉ một cái khuynh hướng mang tính tương đối, thay vì tất cả. Không phải tất cả các bạn sinh viên mà đã từng bị lạm dụng theo cách này hay cách khác thì đều sử dụng mạng xã hội như là một cách thức để quên những vấn đề cá nhân. Không phải tất cả, nhưng đấy là hầu hết. Đấy là một cách nói rất là khoa học, academic. Và chúng ta đang đọc những bài viết có tính rất là học thuật như vậy. Các bạn nhớ thì cái từ tend to, thì cho các bạn nhìn thấy trong một cái thực tế như vậy. Họ nói rằng họ cố gắng, họ đã từng cố gắng cắt giảm cái việc sử dụng mạng xã hội nhưng đã không thành công. Những cái kết quả nghiên cứu như vậy cho thấy rằng, đấy, các bạn phải dịch tiếp từ chỗ này. Những cái kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cái môi trường nuôi dạy thời niên thiếu bị bỏ rơi và bị lạm dụng thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng của mỗi người trong việc hình thành nên mối quan hệ xã hội khi họ trưởng thành. Mà điều này sẽ có nguy cơ làm tăng bệnh trầm cảm. Đấy, một cái nghiên cứu cho thấy rằng, ở đây bạn có từ abusive, neglectful childhood environment, một cái môi trường nuôi dạy thời niên thiếu mà có tính bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi thì nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng của mỗi cá nhân trong việc hình thành cái mối quan hệ xã hội khi họ trưởng thành. Và chính điều này nó làm tăng nguy cơ bệnh trầm cảm. Để loại bỏ được những cái sự tuyệt vọng về mặt tâm lý này thì những người trẻ có xu hướng, đấy các bạn thấy đang cái từ trend to đấy, cái highlight cùng một màu cam, có xu hướng sử dụng mạng xã hội như là một cái chiến lược để đối phó với vấn đề. Tuy nhiên thường này điều này lại dẫn tới việc họ lại sử dụng mạng xã hội ở mức độ nhiều hơn, quá mức. Do vậy, đấy, có thể nói rằng cái việc sử dụng mạng xã hội một cách thái quá là một cái dấu hiệu ngoài những dấu hiệu khác cho thấy có nhiều thứ bất ổn trong cái cuộc sống trước đây của mỗi cá nhân. Và điều này nó làm bùng phát những cái vấn đề về mặt xã hội và tâm lý. Thế vậy các bạn thấy là một cái bài viết ở trên một cái tờ báo của UK, và thầy đang muốn chỉ cho các bạn cái cấu trúc, đó là chỉ cái tính tương đối, đó là more likely to, hoặc ít là less likely to, hoặc cái cấu trúc có xu hướng là tend to. Cho nên bây giờ các bạn thấy, ví dụ như thầy cho các bạn một cái ví dụ thế này chẳng hạn. Chúng ta nói một cái cá nhân mà ăn quà vặt hoặc ít luyện tập thì bị béo phì, đúng không? Thế thì khi bạn nói như vậy thì bạn sẽ nói rằng là những bạn tuổi teen đấy mà ăn quà vặt, consume
Đúng nhỉ? Junk food. Thì sẽ bị béo phì. Suffer obesity. Để cấu trúc đúng ngữ pháp đúng để cho từ who vào đây, mình để tính từ. Obesity. Thế vậy nếu bạn viết thế này thì đây là một cách viết không khó. Bởi vì không phải tất cả những bạn tuổi teen mà ăn quà vặt thì đều bị béo phì. Hầu hết. Cho nên ở đây để cách viết khoa học thì đây bạn sẽ dùng có thể hai cấu trúc. Thứ nhất là từ tend to. Đấy. Giống như cái bài báo vừa rồi. Hoặc các bạn dùng có thể cái cấu trúc khác là a more likely to. Thì bạn nhìn lại thêm cái câu này. Teenager who consume junk food tend to suffer obesity. Đấy, và thường trong văn khoa học thì khi bạn đưa ra một cái nhận định như này thì bạn không nên nói đấy là quan điểm cá nhân của bạn, bởi vì cái đây là vấn đề khoa học. Đấy, thì bạn nên dùng thành cái cấu trúc mà nó diễn đạt một cái rất là khách quan trong academic writing. Thì trong cái tờ Influential Language Writing Speaking thì đưa ra một cái cấu trúc đó là mẫu số, đó là cái nhóm số 9. Đây là một cách viết mà nó có tính khách quan. Impersonal. Đấy. Thay vì nói những cái nhận định chủ quan như cái số 2 là personal. Như là theo quan điểm của tôi. 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 Đấy. Thì ở đây bạn sẽ thấy rằng cái cách nói rất khách quan. Đó là it is clear that. Rõ ràng là it is, it seems likely that. It is true that. It should be borne in mind that. It can be argued that. It is generally believed that. There is no doubt that. There is evidence to demonstrate that. Thế đây là cách viết rất là khách quan. Văn học người ta sẽ viết thế này. Thế các bạn cũng sẽ hình thành cách viết như vậy trong writing. Các bạn nhớ là writing chưa được học được rất nhiều những cái kiến thức như thế này. Đấy, nó không phải đi học theo bài mẫu của ai cả. Bây giờ các bạn quay lại cho thầy. Đấy, cái cách viết vừa rồi thì bạn có thể thêm bổ sung thêm một cái câu này vào. Đấy, đó là it can be argued that. Đấy, đọc cái câu teenager who consume junk food tend to suffer obesity. Thì đấy là một câu viết nó rất là scientific, academic. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái cách viết như vậy rất nhiều trong báo học thuật. Thế vậy các bạn nhìn thấy vừa chúng ta đọc một cái tờ báo, một cái bài báo trên cái bài học, cái bài science trên UK. Và các bạn thấy rất nhiều những cái cấu trúc như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thêm một cái bài báo nữa để các bạn thuyết phục rằng đấy là một cách viết. Thế vậy chúng ta nhìn thấy những người giàu thì có xu hướng chết vì bệnh hen. Và đây là trên cái tờ The Times UK. Đấy, các bạn lại nhìn thêm cái cấu trúc mà thấy highlight màu vàng, đó là more likely to. Không phải 100 người giàu thì cả 100 người đi bị chết vì bệnh hen. Đấy, mà cái người giàu là có xu hướng bị cái bệnh đấy nhiều hơn. Thế bây giờ chúng ta thử nhìn nó thay những cái cấu trúc như vậy trong cái bài báo này. Để các bạn thấy rằng là chúng ta có thể đọc rất nhiều bài báo khác nhau, chúng ta khai thác không chỉ từ vựng mà cả những cấu trúc câu. Và đây là một bài viết, đúng nhỉ, của một chuyên gia về lĩnh vực y tế. Để các bạn thấy rằng là đây là những cách viết rất khoa học trên những nguồn báo rất uy tín. Và các bạn được hướng dẫn cách viết như thế này. Thì mời các bạn đọc tiếp. Những đứa trẻ, những trẻ em và những bạn trẻ, những thanh niên đến từ các gia đình giàu có thì thường có xu hướng chết vì bệnh hen so với cả những đứa trẻ đến từ gia đình nghèo hơn. Đấy là theo một cái nghiên cứu cho thấy rằng dị ứng là một trong những tác nhân. Thế vậy các bạn nhìn nó thầy vào cái câu, cái đoạn đầu tiên. Thì ở đây các bạn sẽ học với thầy một số cái cấu trúc mà trước đây chúng mình học. Thứ nhất là các bạn nhìn là màu cam. Đấy là một cấu trúc chúng mình học ở trong cái từ vựng về poverty. Đó là from affluent background. Đến từ những cái gia đình giàu có. Cái từ giàu có, các bạn còn nhớ thầy đã dạy các bạn những cái từ như là từ affluent. Đấy, các bạn nhớ không? Rồi từ gì đấy nhỉ? Wealthy. Đấy, các bạn biết đấy, bạn cứ highlight, các bạn cứ comment cùng với thầy nhé. Từ gì nữa nhỉ? Well off. Đấy, thì dạy các bạn rồi đúng không? Better off. Đấy, đây là những từ giàu có. Và các bạn nhìn màu vàng chính cái cấu trúc để dạy các bạn, đó là cấu trúc are more likely to, có xu hướng. Đấy, là cái viết rất khách quan khoa học. Các bạn nhìn thấy thầy đang chỉ cho các bạn những bài báo khác nhau.
để thuyết phục các bạn một vấn đề mà chúng ta cần phải viết như vậy trong academic writing. Chết vì nguyên nhân gì các bạn, từ die from? Còn asthma chúng học ở trong từ vựng của chủ đề health là bệnh hen. Và các bạn cũng đã được học ở trong chủ đề health, các bạn học cái từ dị ứng, đó là từ allergies. Đúng không? Cấu trúc tính từ là to be allergic to, bị dị ứng cái gì đó. Các bạn có tính từ là to be allergic to. Allergic. Đấy. Ví dụ như là I'm allergic to penicillin. I'm allergic to penicillin. To be allergic to, bị dị ứng cái gì đó. Các bạn nhìn tiếp vào thầy vào cái câu cái đoạn tiếp theo. Những người nghèo thì thường gặp những cái triệu chứng tồi hơn và thường có xu hướng phải đi viện nhiều hơn. Nhưng họ ít hơn khả năng, họ có nguy cơ ít hơn 19% bị tử vong trước tuổi 45. Đấy, một cái nghiên cứu kéo dài, một cái nghiên cứu đúng nhỉ, kéo dài hơn một thập kỷ về các ca tử vong đã nhìn thấy như vậy, phát hiện ra như vậy. Thế vậy trong cái câu này các bạn có hai cái cấu trúc để chỉ tương đối mà thầy highlight màu vàng, đó là more likely to và less likely to. Nếu cho bỏ những cấu trúc này đi thì đây là một cách viết không có tính academic, không scientific. Đấy, các những người nghèo mà gặp những cái triệu chứng sức, những người nghèo thì thường gặp những cái triệu chứng tồi hơn, có xu hướng phải nhập viện nhiều hơn, nhưng họ ít có nguy cơ 19% bị tử vong trước độ tuổi 45. Những người giàu có, wealthier people, thì thường suffer from, ở đây các bạn nếu cái từ may là cũng là một cách viết nó khách quan, các bạn dùng thấy câu more verb như là can, could. Đấy, đây là những từ mà cũng sẽ giúp để chúng ta viết một cái khách quan. Những người giàu thì thường có xu hướng hay có thể bị những cái hình thức bệnh hen, đúng nhỉ, rất là khó tiên liệu. Mà điều này nó thường nằm ở dường như là có vẻ khả năng kiểm soát được, to be under control, trước khi nó có thể diễn tiến dẫn đến tử vong. Ở đây bằng cái từ turning fatal, cũng là một cái từ mà có nghĩa là chúng ta nên học, turning fatal tức là có thể dẫn đến tử vong. Ở đây bạn có cái từ fatal, nó bằng từ deadly, đấy, dẫn đến chết. Fatal. Đấy, các bạn nhìn thấy nghĩa đầu tiên, ví dụ căn bệnh có thể nguy cơ chết người này. Potentially fatal diseases. Đấy, potentially fatal diseases. Những cái tử vong từ bệnh hen tăng hơn 20% trong 4 năm. Và cái sự tự mãn của cái hệ thống y tế công cộng của Anh về cái bệnh này được xem như là một trong những lý do quan trọng giải thích Anh là một trong những quốc gia có cái, đúng nhỉ, có cái tình trạng bị bệnh hen tồi tệ nhất tại châu Âu. Các nhà nghiên cứu đã nhìn vào các dữ liệu của 15.000 các ca tử vong từ bệnh hen tại nước Anh vào giữa 2002 và 2015. Đấy, đây là cái mẫu nghiên cứu họ. Và 1/5 những người lớn mà trên độ tuổi 45, đúng nhỉ, đến từ gia đình nghèo nhất, thì thường có xu hướng. Ở đây bạn có từ cấu trúc more like, đúng nhỉ, more likely to. Đấy, là chết vì bệnh hen. Nhưng những nghiên cứu này cũng đã tìm ra một cái xu hướng ngược lại ở những người trẻ. Họ rất ngạc nhiên khi thấy rằng, đấy, có lẽ chúng ta không đi sâu quá vào, mà thầy muốn các bạn nhìn vào thầy cái cấu trúc more likely to, bởi vì tí là chúng ta sẽ bước vào những cái bài đọc rất hay về chủ đề poverty. Thế vậy, đến đây là cái hai cái bài báo mà thầy muốn chứng minh với các bạn về một cách viết mà thầy hướng dẫn bạn ngay một cái tập tài liệu bây giờ, để thầy soạn từ nhiều sách academic writing để hướng dẫn các bạn để chúng ta viết không được mắc cái lỗi nói quá trong writing. Cho nên chúng ta quay lại cái ví dụ vừa rồi chẳng hạn, các bạn thấy chúng ta có thể diễn đạt từ nhiều cách khác nhau. Đấy, ví dụ đây là một cách. Đấy, hoặc là bạn có thể diễn đạt từ một cách khác, đó là cái việc consuming junk food. Đấy, thì nó có thể bạn dùng từ này này. Đấy, để giảm nhẹ đi cái cách nói tuyệt đối, tăng nguy cơ, increase nguy cơ, the risk of obesity. Thế vậy các bạn thấy đây là cách chữ rất là khách quan. Và bây giờ chúng ta nhìn chỗ này vào một cái tập tài liệu mà thầy chưa upload cho các bạn, thầy sẽ upload sau buổi ngày hôm nay để các bạn đọc hiểu và các bạn làm bài tập, thầy giảng cho các bạn trước.
Các bạn, các bạn nhìn thấy thầy vào cái tập tài liệu mà thầy soạn từ rất nhiều nguồn sách academic writing, mỗi một trang này là đến từ một cuốn sách khác nhau. Đấy, và bây giờ thầy sẽ giảng giải rất nhanh cho các bạn cái tập này để các bạn về các bạn đọc lại. Sau đó thì bạn làm bài tập. Và bây giờ khi các bạn đọc các bài báo, các bài đọc thì bạn chú ý cho thầy những cái cấu trúc này. Và sau này các bạn cũng sẽ sử dụng những cái cấu trúc như vậy trong bài essay các bạn, thì bạn sẽ cải thiện được cái kỹ năng viết. Đây các bạn nhìn này. Language development. Avoiding generalization. Đấy, tránh cái lỗ nói quá trong writing. Trong tiếng Anh học thuật, academic English, chúng ta phải hết sức cẩn thận, không được đưa ra những câu nói quá chung chung. Trừ phi bạn có dữ liệu để chứng minh. Nếu bạn không có dữ liệu chứng minh thì bạn đừng có nói quá. Cho nên một người đọc một cái ví dụ dưới đây có thể lập luận rằng không phải tất cả các wedding đều đắt đỏ. Cho nên nếu bạn viết một câu có tính tuyệt đối thế này thì đây là một câu không không được chấp nhận trong writing. Nếu các bạn bình thường trước đây bạn cứ tưởng là đủ câu cấu trúc cứ pháp là subject cộng với linking verb cộng với cả predicate adjective. Các bạn cứ tưởng thế này là xong. Đấy, em thấy đủ cấu trúc là subject cộng linking verb và cộng với cả predicate adjective. Đúng cái pháp đúng rồi. Đấy, nhưng mà câu này dịch ra nó rất là buồn cười. Đấy, và các bạn thấy không phải tất cả các wedding đều expensive. Và để thấy tránh cái lỗi này thì chúng ta có thể dùng những cái từ như là can, tend to. Đấy, những cái từ vừa gợi ý các bạn ấy. Đấy, và bây giờ các bạn nhìn thấy đây là một hai cái viết. Là wedding can be expensive. Đấy là cái viết hiệu quả. Hoặc là wedding tend to be expensive. Thế vậy các bạn thấy đây là một trong những cái cách gợi ý rất quan trọng trong writing. Và cái thầy đang cho các bạn nhìn thấy giữa các sách academic writing và các bài đọc thực tế nó áp dụng thế nào. Cho nên bạn áp dụng cái nguyên tắc đó và làm cho thầy cái bài tập này. Đấy, chúng ta chỉ thay vào các bạn đọc, thứ nhất là các bạn đọc hiểu đã. Và khi bạn đọc hiểu xong bạn mới thấy cái câu đấy nó sẽ là generalization. Và để tránh nó thì bạn sẽ dùng những cái từ nó gợi ý bên cạnh. Đúng không? Đấy, chúng ta thì thường bo hay là gì tip cho những người phục vụ tại các nhà hàng. Nhưng không phải 100 người đến nhà hàng thì đều tip. Hầu hết thì bạn dùng từ tend to. Đấy, we tend to tip the waiter in the restaurant. Hoặc là birthday are important. Không phải tất cả một đối với 100 người thì cả 100 người họ cho rằng là sinh nhật quan trọng. Có thể chỉ cần một người cho rằng là sinh nhật không phải là cái gì quan trọng cả thì cái câu đấy nó nói quá ngay. Cho nên bạn sẽ nói tốt hơn nếu chúng ta gọi là birthday can be important. Đấy. Thế vậy các bạn thấy đây là những câu mà các bạn nên viết lại vào vở và dùng những cấu trúc để gợi ý. Ngoài ra, ngoài những từ như là từ tend to như gợi ý ở đây và modal verb thì các bạn nên dùng các adverb of frequency một cách thật cẩn thận. Chúng ta có thể dùng các adverb of frequency để avoid generalization. Thế vậy các bạn thấy cái adverb of frequency đứng ở hai vị trí. Thứ nhất là đứng ở trước main verb. Đứng trước main verb. Còn nếu mà có helping verb. Nếu mà có helping verb. Thì nó sẽ đứng giữa helping verb và main verb. Ví dụ như là đứng đối với động từ. Đúng nhỉ, modal verb đây chẳng hạn. Đấy, hoặc động từ to be cũng là một. Nếu mà giả sử helping verb hoặc động từ to be thì nó sẽ đứng, đúng nhỉ, sau động từ to be. Thế vậy các bạn thấy đây. Đấy. Dù đúng pháp. Thế vậy, các bạn sẽ về các bạn viết lại cho thầy cái bài tập này. Nên chúng ta chỉ viết lại đấy. Xong rồi chúng ta đọc, chúng ta so sánh giữa hai câu. Để các bạn thấy sự khác biệt, dùng các modal verb này. Nhưng bạn phải, cái này bạn phải chủ động để bạn phải quên đấy, để bạn tránh cái lỗi generalization trong writing. Thế còn đây là một cái bài học mà nó gắn liền với cái bài học đó, thầy không muốn cắt nó đi. Nhưng mà đây cũng lưu với các bạn là trong writing các bạn cần phải dùng các từ academic vocab, tuy nhiên từ học thuật. Ngoài những cái từ vựng theo chủ đề thì dạy các bạn là rất academic rồi đúng không? Đấy, nhưng mà rất nhiều những cái động từ và những cái tính từ đấy, các bạn phải dùng hết sức academic thì bạn mới có thể đạt được cái điểm tốt. Cho nên cái từ không cần phải những từ quá to tát khó, nhưng dùng cái từ nó phải rất academic, nó không được phép informal. Ví dụ như các bạn thấy đây là một số ví dụ cho các bạn. Bạn hãy thay thế những từ đấy được in the
ở trong câu từ 1 đến 7 với những từ academic adjective ở trong cái khung này. Thế vậy đây thì cho mình làm thử nhé, để các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có những cái dạng bài tập như này ở thời gian tới để cho các bạn học cái lượng từ học thuật để đưa vào bài essay. Các bạn thấy chúng mình đang sử dụng rất nhiều nguồn tài liệu và sách khác nhau và khối lượng kiến thức ngày càng nhiều để chúng mình học. Các bạn nhớ là chúng ta không phải đối diện với cái gì thách thức cả. Đây là các bạn học theo đúng cái khả năng của các bạn. Đấy, và nó rất thực chất. Các bạn nhìn câu 1 này. Wedding service was very short. And we went straight to the reception. Cái từ short ở đây không phải là một từ tốt trong writing. Trong ngữ cảnh này. Thế bạn sẽ thay bằng cái từ gì nhỉ? Brief. Đấy, đấy là một cái từ academic. Các bạn thay từ short bằng từ brief. Hoặc tiếp này. Divorce is a bad problem in this country. Rõ ràng cái từ bad ở đây không phải là từ hay. Cho bạn sẽ thay bằng từ gì các bạn ơi? Các bạn thay bằng từ gì nhỉ? Các bạn cứ mạnh dạn comment nói chuyện cùng với thầy đi. Đấy, ngồi tay cứ gõ đầu nghĩ này, miệng nói này, hiểu không? Tay gõ này. Đấy, chúng ta học nó phải dùng nhiều giác quan. Các bạn đừng ngồi không. Chúng muốn các bạn thay đổi lại cái học đi. Các bạn ngồi quan chat nói chuyện với thầy đi, vừa ngồi học vừa chat thì nó vừa tập trung mà nó hiệu quả. Đúng rồi đấy, không có lý do gì mà các bạn không làm cả. Thế là thầy bây giờ các bạn đừng để thầy phải nói nhé. Cứ gỡ buổi học của chúng mình học cho phong pháp như thế. Đấy, các bạn học nó tốt cho các bạn mà. Chúng ta sử dụng tài liệu thật tốt. Tiếp tục câu 3. Đúng không? Cô dâu và chú rể thường sống in different houses until after the wedding. Thế vậy đây bạn hãy thay cái từ rất tốt. Bạn thay bằng từ như bạn Châu Anh gợi ý là separate. Tức là sau này các bạn hiểu là chúng ta có những cái từ rất academic như vậy. Thầy sẽ cho các bạn những cái bài tập này rất hay. Học tiếp này. In some country, marriage becoming less popular. Thế vậy đây các bạn dùng từ certain. Đấy, số 4. Câu 5. People want to marry into powerful families for money and status. Thế vậy rõ ràng từ powerful thì bạn sẽ thay bằng từ gì nhá? Bằng từ important. Đấy, important. Câu số 6. Some custom and tradition are not clear for people to, đúng nhỉ? New to country. Thế vậy sẽ bạn sẽ cứ dùng từ obvious. 6 ở đây. It is not usual for people in my country to have large families. Thế vậy các bạn sẽ thay từ usual để bằng từ yeah, bằng từ common. Thế vậy các bạn sẽ có một loạt những cái từ rất là academic mà thầy sẽ soạn cho bạn từ những nguồn sách academic writing. Thầy bật mí luôn cho các bạn nhé. Thầy bật mí luôn cho các bạn nhé. Đấy. Để các bạn thực sự là các bạn thấy thầy đang có một cái cách dạy rất khoa học. Thì không có gì phải vội vàng mà thầy dạy, bởi vì thầy dạy nhiều sách các bạn. Đấy, cho nên là các bạn cứ chúng ta tiếp cận nhẹ nhàng. Thầy lấy ví dụ đây là một cái bộ sách academic writing rất chuẩn, rất hay. Đó là bộ Final Draft của nhà xuất bản Cambridge. Thì các bạn thấy ở trong cái bộ sách này nó hay ở những điểm nào? Đấy, nó hay ở cái thứ nhất là các bạn thấy mỗi một cái bài học academic writing này thì nó đều có những cái phần rất quan trọng liên quan đến từ vựng học thuật. Đấy, nó có những phần rất quan trọng liên quan đến từ vựng học thuật. Đó là academic vocab. Các bạn chủ động, các bạn dùng từ này cho bài essay thì bạn sẽ cải thiện được điểm. Và thầy sẽ đưa những bài tập về cái academic vocab này cho các bạn làm để các bạn nâng cao cái, các bạn nâng cao cái vốn từ. Đấy, nó rất nhiều, các bạn đã đa dạng và rất hay cái chỗ nó kèm theo hệ thống bài tập để các bạn làm, để bạn cải thiện. Cho nên cái phần đó nó có rất nhiều. Đấy, và riêng ở cái bộ academic, riêng ở cái bộ gì nhỉ, cái bộ final draft này thì thầy đã lọc toàn bộ những cái bài học về từ vựng học thuật ở trong mỗi bài học này này, trong ba bộ, trong cả ba cái cuốn này. Đấy, vào những cái folder riêng như thế này. Đấy, để các bạn thấy rằng là làm việc rất khoa học. Để thầy lấy ví dụ cho các bạn nhìn đây chẳng hạn. Đúng không? Đấy, các bạn nhìn đây. Đây là các academic vocabulary. Thế vậy các bạn thấy là thầy đang lọc từ cái bộ final draft. Đúng không? Thầy ghi hẳn là final draft đây đúng không? Đấy, và đây là một. Thầy lọc toàn bộ cái bộ sách này ra để giúp học sinh nâng cao cái vốn từ học thuật trong writing. Và thầy sẽ áp dần cái bài học này cho các bạn ở những phần sau để các bạn làm, để bạn nâng cao cái chất lượng từ vựng trong bài essay. Đấy, cả ba cuốn sách thì lọc ra thành một cái file thế này. Đấy, để cho các bạn nhìn rất khoa học. Đấy, nó đang có vấn đề với lốt một chút. Ngoài ra thì cái bộ sách này nó cũng rất hay ở cái chỗ
nó kèm theo những cái kiến thức khác về phần cấu trúc câu và ngữ pháp. Nó rất hệ thống. Thầy lấy ví dụ cho bạn cái vấn đề liên quan đến cái bài giảng mà thầy đang giảng bài cho các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chút thầy mở cái dạng essay mà thầy mới dạy ở mới lớp khác. Thì cắt cái đấy để ra cho các bạn. Đây. Chắc chắn là một cuốn 3. Các bạn đợi thêm một chút nhé, cuốn 3. Đây.